Chào mừng con đến với ba mẹ nha. Chuyện là hồi sáng á, bà vợ của Phước nhắn tin nói hôm nay đau lưng quá chừng, thở không nổi luôn. Tôi đọc xong tin nhắn là tôi thấy mừng liền mà cũng thấy lo nữa. Cái tôi lật đật lấy cái máy điện cho anh em vợ liền. Alo, em đang ở đâu vậy? Em đang chạy qua anh tính rủ anh nhậu nè. Trời ơi, bây giờ nhậu nhẹt cái gì nữa? Bà bầu quá sắp đẻ rồi kìa. Chạy qua đây chở anh đi liền. Cái khúc này á, là hai anh em Phước á, lên tới bệnh viện rồi. Mà lên tới trên đây ngồi đợi chứ làm cái gì bây giờ? Cái người đẻ thì chưa lên tới, mà cái người không đẻ thì có mặt rồi đó. Bởi người ta nói á, sắp làm cha với làm cậu á, nó háo hức dữ lắm. 100 cây chuối trên 1 giờ là lên tới bệnh viện liền. Cái lúc mà vợ mình nhắn tin á, là mình soạn đồ đi liền. Mình lên tới trên bệnh viện rồi á, là mẹ vợ với vợ của mình chưa đi ra khỏi nhà nữa. Thì ngồi chờ có tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng tới nè. Bây giờ gom đồ vô đẻ thôi. Cái mẹ vợ mình nói, trời ơi đẻ đâu mà đẻ ông ơi. Ủa vậy là chưa đẻ hả mẹ? Chưa, con tưởng vô bệnh viện là đẻ liền chứ. Mày lo vô làm giấy cho vợ mày kìa. Một hồi nó đẻ luôn bây giờ đó. Ở đó mày hỏi hoài. Cái khúc này á, là kè bà vô làm giấy nè. Vừa đi mà bà vừa nói, anh ơi đau quá chịu hết nổi rồi. Thôi gán lên em, cố gắng lên. Vượt qua cơn đau là hai vợ chồng mình gặp được con rồi đó. Cái khúc này á, là làm thủ tục xong hết rồi nha. Mà ở trong kia á, cái quạt nó bị hư nên nóng quá vợ mình chịu hết nổi rồi, đi ra đây cho nó thoáng. Mà vợ của mình đau lưng ha, ăn không nổi luôn á. Mấy chị nào mà đẻ rồi cũng biết, nó đau dữ lắm đau. Bây giờ ăn không nổi thì uống. Mẹ mình chạy ra mua vài bịch sữa vô cho uống liền. Chứ không ăn rồi không uống nữa rồi một hồi sức đâu mà gặn đẻ. Nói thiệt, Phước nghe tin vợ của Phước sắp sanh ha, là quên ăn luôn. Từ hồi sáng tới bây giờ mới được ăn nè. Mà không phải chỉ một mình đâu, mẹ vợ của mình luôn. Rồi thêm thằng em vợ nữa. Sáng giờ là ba người chưa ăn cái gì trong bụng luôn. Thì đang ăn cái vợ mình điện, anh ơi em thèm bánh canh cua. Rồi vậy là tôi lắc đặt tôi chạy kiếm cho bằng được bánh canh cua đem vô cho ba ăn liền. Vừa đem vô ba ăn một tăng một hết cái hũ bánh canh cua luôn. Thấy ba ăn được như vậy mừng dữ lắm cả nhà ơi. Chứ mà ăn không được á, không có sức đâu mà đẻ đó. Thì giờ này là 9 giờ tối rồi nha. Ở trỏng ngột ngạt quá. Cái kè ba ra đây cho ba ngồi thoải mái tí xíu. Dạ, không có nấu đây lên nha. Nè. Đau gắt. Ngoài ngoài tới cục út nè. Kêu cục út. Nó bự lên ha, gì vậy quậy cũng. Thì giờ này là 11 giờ rồi nha, ai cũng đuối hết trơn rồi đó. Nhưng mà riêng mình là không được đuối nha, phải trực 24 trên 24 luôn. Mà không phải chỉ riêng một mình gia đình mình đâu. Đây nè, rồi đây nữa nè, rồi bên kia nữa. Ai cũng ngồi ngóng á, cho vợ mình mau đẻ hết trơn á. Ngóng riết mà cần cổ của ông nào ông nấy á, nó dày thòn luôn. Thì đang ngồi chờ cái bà vợ bà điện bà kêu vô. Bà nói đau chịu hết nổi rồi, nhúc nhích nó cũng đau nữa. Rồi bây giờ biết làm sao giờ. Mẹ vợ của mình á, cũng gán an ủi. Thôi gán đi con chút xíu nữa là sanh rồi. Thấy bà đau quá kè qua bên đây á, cho bác sĩ khám. Cái bác sĩ nói hở 4 phần mấy rồi, đi vô trong đi gần đẻ rồi đó. Nghe bác sĩ nói hở 4 phần mấy là mình gom đồ đưa cho bà đi vô trong đẻ liền. Mà bà đi vô đẻ có một mình à, nhìn thấy tội nghiệp lắm. Tính đi vô chung với bà rồi đó mà bác sĩ không có cho. Thôi đành ở ngoài đây đợi chứ biết làm sao giờ. Thì giờ này là 3 giờ sáng nha. Mẹ vợ của mình đâu có ngủ đâu. Đứng ngóng tới ngóng lui á, coi đẻ chưa. Từ hồi nãy giờ vô trong kia là 3 tiếng rồi đó. Mà chưa thấy động tĩnh gì hết trơn á. Hết mẹ vợ rồi tới mình. Ta nói trong từng giây từng phút luôn á cả nhà ơi. Thì đúng 5 giờ bà chị bà điện bà nói vợ em sanh rồi, đi ra cửa sau nè. Trời ơi tôi nghe tin vợ của tôi sanh rồi ha, tôi mừng nhảy dựng luôn. Gom đồ đi ra cửa sau liền. Cái khúc này là mới đẩy ra nè, mà nhìn thấy cưng không. Nằm gọn hơ trên mình mẹ luôn. Vừa đẩy ra mà thấy mẹ tròn con vuông như vậy á, mình mừng lắm nha. Mà vợ của mình sanh thường nữa nên rất là vui nha cả nhà. Mà sanh thường được á thì nó khỏe nha, còn sanh mổ hả ta nói sanh xong rồi nó đau lắm cả nhà ơi. Cuối cùng thì hai mẹ con cũng vượt cạn thành công rồi. Phước xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm lo lắng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho gia đình nhỏ của Phước trong thời gian qua. Phước xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hết ngắn chưa, nhớ cảnh đau bụng hết ngắn chưa? Đã quay hết nhắn rồi quên cái đẻ nữa. Ở trong bụng bên ba không? Mẹ bên ba không? Ba nhậu chút xíu cũng là ba đó không? Con đói mà chưa ra. Ừ. Con đói mà sao không ra? Thì